Cái sở này nó đi xe đó hả? Ở đi xe ở ngoài á. Không, bây giờ đây đi xe không? Đó rồi. Đây là đây thôi. Lên lên tới khu vực. Giờ chỉ có đi là đi cái này nè này. Ổng là dược nè, dược. Tôi cũng biết nhiều ngành lắm. À, thì quen vậy thôi chứ tôi. Quen qua quen lại. Nên được cái tôi làm nghề vô nghề trước khi đi học. Mình nghề dạy nghề trước. Rồi chắc ăn được rồi, mời các vị đi. Cũng tự do sướng hơn chứ mình làm chủ à. Rau này. Ở đây làm rượu ngon anh bé. Làm nếp cơm rượu á. Ừ. Được em. Thì anh ở đây có rượu nhầu là chính nè. Nhầu uống không? Đây là gạo mầm nè. Rượu nhầu. Em mời anh nhận em mời. Rồi em mời. Ở miền Nam mà tự nhiên lắm. Cái độ bất thứ tự mà càng lớn thì cái năng lượng nó càng lớn. Bất thứ tự trong cái trật tự của nó, mọi thứ chuyển động hỗn loạn nhưng đều có quy luật và chu kỳ. Hai qua, đất hai qua thôi. Không, anh bé nói là đúng. Không có vấn đề gì. Sống á, nguyên lý là cơ. Sống thích nghi, phải thích nghi giống như chuyện bây giờ. Không có thể mà chống cõi nhau được. Chống lại được. Mà mạnh được thiếu thua, vậy thôi. Và quy luật là cá lớn nuốt cá bé, cạnh tranh phải ráng cạnh tranh mà chẳng sinh tồn, chẳng có cái gì công bằng đừng đòi không phải ráng mà cạnh tranh sinh tồn, ví dụ nó ép mình là mình phải bung cái khác hoặc là mình ép thằng khác vậy thôi. Chống đỡ anh là chống là được, mình vẫn về đây nó chen mình. Rồi, có gì nữa, nhớ hơn hết về rồi.
sắp sửa tới rồi.